Xin mến chào bạn nha. Hôm nay mình đến với khu công nghiệp Tân Phú của tỉnh Đồng Nai. Mình vào tham quan công ty Ngọc Phượng. Thì công ty này chuyên sản xuất các loại phụ tùng, máy cày, máy cắt, máy kéo, máy cuộn gom và chuyên gia công các loại nhôm cùi dĩa các bạn. Thì nhôm cùi dĩa làm theo yêu cầu bà con nông dân. Thì nhôm cùi dĩa máy cày thì bên mình có làm đủ hết trơn ha, có làm các loại hết luôn. Là còn riêng về phần xe cuốc, xe đào đều có luôn hết bạn. Thì bà con nông dân có thể liên lạc qua bên mình để đặt hàng ha. Đó. Cái nào không có thì bên mình sẽ đổ đặt hàng cho làm cho bà con nông dân theo yêu cầu ha. Đó. Đây các loại là nhôm cùi dĩa các bạn, nhôm cùi dĩa. Đó. Nhôm cùi dĩa của máy cày 494 rồi 5018 rồi dân ma 357 Isuzu rồi Shiboga đều có ở đây hết trơn ha. Và đây các bạn, đây là cái chụp đùi, cái chụp đùi của 494 các bạn, dân ma các bạn, bên mình có luôn các bạn. Đó, cho bà con nông dân có yêu cầu mua thì liên lạc. Là chụp đùi của 494 Kubota 6040 rồi 5018 đều có hết trơn các bạn. Đó. Đây là cái chụp đùi của 494. Đó. Có cái phần rất là quan trọng ở đây, mình lắp lại cái tháp lại cái chỗ này cho bà con nông dân, là nó rất là dày ha, rất là dày chỗ này, để cho là bà con nông dân là nói chung là xài là nó cái độ bền nó cao hơn là cái trục đùi zin luôn ha. Đó. Cái này là mình tháp lại để cho mà nó tốt hơn cái trục đùi zin luôn. Đó. Dày hơn cái phần này ha bạn. Đó. Đó là một cái cải tiến ở bên công ty của mình rất là đáng kể để mà nói lên cho bà con nông dân biết, để mà mình sử dụng bên mình nó chất liệu nó tốt như thế nào ha. Đó. Đây chẳng những chụp đùi này rồi những cái chụp đùi khác thì cũng vậy thôi bạn. Đây đây là chụp đùi của máy khác ha, nghe bạn. Cái này là 351 357 anh hả? Đó, cái này là cái chụp đùi của dân ma 351 357 hả bạn. Nó đều có ở bên mình. Đó, chụp đùi dân ma 351 357. Rồi để mình lại đây mình quay thêm cho các bạn xem cái chụp đùi của là 5 4508 Kubota 4.5 8 các bạn. Đây mình có luôn ha. Thì cái phần này thì mình cũng tháp giống như những cái phần khác. Đây là một sự cải tiến để cho nông dân xài nó bền cái chụp đùi này các bạn. Đó. Đó. Thì với cái giá thành và cái sự bảo hành thì bên mình bảo hành thì các bạn cứ yên tâm. Rồi cái giá thành thì rất là hợp lý cho bà con nông dân. Các bạn cứ alo đi để biết thêm chi tiết rõ hơn ha. Các bạn. Và đây các bạn, đây là cái nhôm cùi dĩa của 6040 42 trăng ha. Nhôm cùi dĩa thì nhôm cùi dĩa, riêng về phần nhôm cùi dĩa thì có nhiều lắm bạn, 6040 rồi 7040 5018 rồi Shiboga 3000 4000 đều có hết trơn các bạn. Nói chung là rất là nhiều, do đó nên mình không thể kể hết cho bạn xem ha. Anh em bà con nông dân có nhu cầu mua thì liên lạc qua số điện thoại để biết thêm chi tiết ha. Đó. Đó các bạn. Đó, đây các bạn, nhôm cùi dĩa là cầu trước và cầu sau luôn ha. Đây là của ICT cầu trước. Và đây các bạn, đây là cái giỏ hộp số các bạn. Đó. Cái giỏ hộp số là bên mình có luôn ha. Cái giỏ hộp số của máy cắt 60 70 đều có ở đây trơn các bạn. Đó. Thì có hết trơn. Thì cái bộ này là rất là rẻ đây. Cái bộ này là ở đây mình làm bằng gan ha. Đó. Thì bảo hành từ 3 tháng cho tới 1 năm. Do đó nên tùy theo cái món đồ của bạn. Do đó nên bà con nông dân cứ liên lạc để biết thêm chi tiết ha. Đó. Dạ dạ. Là bà con nông dân cứ liên lạc qua bên mình để biết thêm chi tiết ha. Muốn mua thì liên lạc ha. Cái giá thành thì bà con nông dân cứ yên tâm là rất là rẻ, rất là hợp lý ha. Đó. Đây các bạn. Đây các bạn, thì bên mình chẳng những là chuyên gia công là linh kiện phụ tùng dàn sớ và phụ tùng máy cày, thì bên mình còn có là gia công xe cuốc, xe ben, xe đào đất luôn các bạn. Đó. Anh em gỡ mẫu cho mình gia công nè. Đó luôn các bạn. Thì anh em có thể tham khảo để mình cần gì thì mình liên lạc đến bên mình để mà gia công hả bạn.